20 tuổi. Tao lớn lên và sinh ra trên vùng quê Nam Trường, một vùng đất hiện hữu mỗi khi tao tìm trở về tiềm thức là ký ức trong tao mỗi khi hiện về. Thật thoáng đâu đây tiếng máy của những làng nghề hay là cơn gió nhẹ trên đê bằng đôi tay và trí tuệ. Nam Trường cống hiến qua từng thế hệ đã nổi tiếng với nghề truyền thống nón lá hay là dệt vải, kiểu công nghiệp các ngành kim loại, là vùng đất nông nghiệp màu mỡ cùng người dân sinh năng ngày giờ. Nam Trường bây giờ ấm no tuy là vẫn còn cảnh khốn khó, kẻ giàu có thành thơi nhiều khó nhọc nhằn. Có lẽ một phần nào đó là do số phận, từ xa xưa Nam Trực đã là vùng đất hiếu học cùng bốn vị trạng nguyên nổi tiếng Nguyễn Hiền đã cống hiến từ khi còn nhỏ. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh là người quán triệt đã từ lâu, Nam Trực với tao vẫn là như thế, một vùng quê yên bình mỗi khi trở về bên mâm cơm gia đình ấm êm, bỏ hết nhọc nhằn ưu phiền cùng người dân sống một cuộc sống bình yên. Tao tự hào về quê hương tao, một vùng đất thanh bình biết bao, dù quá khứ đến hiện tại hay là ở trong tương lai, cùng con người theo dòng chảy cùng niềm tin và cố gắng, quê hương tao sẽ tồn tại mãi và đổi mới trên con đường dài. Tao tự hào về quê hương tao, một vùng đất thanh bình biết bao, dù quá khứ đến hiện tại hay là ở trong tương lai, cùng con người theo dòng chảy cùng niềm tin và cố gắng, quê hương tao sẽ tồn tại mãi và đổi mới trên con đường dài. Nam Trực của tụi tao là vùng đất có nhiều đặc sản biết bao, bắc trung nam có tiếng ba miền, phở rau củ nổi tiếng gia truyền. Đến đêm mùng 7 tháng 10 mày về cùng chơi chợ phiền, mua liền vài miếng thịt bò, nhanh tay chọn lấy một món đồ cổ kỷ vật cầu may, tranh thủ ra ngoài đường phố để ngắm kích cảnh có giá ngàn đô. Nam Trực là vùng đất hiếu khách, đến và đi trao nhau nụ cười với bàn tay chăm sóc gìn giữ qua từng thế hệ của mỗi con người. Chùa Đại Bi chính nhân lịch sử từ triều Lý trải qua biết bao lần những thăng trầm, cùng với vẻ cổ kính lặng lẽ âm thầm, đến nơi đây tao sẽ cho mày thưởng thức đoạn nghệ thuật mùa rối dân gian cùng bàn tay khéo léo ân cần, thả hồn mình đi theo nét bút một Nam Trực văn hóa chữ nôm là minh chứng cho sự phát triển ngày nay. Cơ khí làng nghề bây giờ cũng đã đổi thay, đã có nhiều nhà máy phát triển, khu công nghiệp mở rộng triền miên. Mày hiếu kỳ thì đến đây đi, tao sẽ cho mày thấy nhiều hơn thế nữa, một vùng đất màu mỡ tồn tại từ thuở xa xưa. Tao tự hào về quê hương tao, một vùng đất thanh bình biết bao, dù quá khứ đến hiện tại hay là ở trong tương lai, cùng con người theo dòng chảy cùng niềm tin và cố gắng, quê hương tao sẽ tồn tại mãi và đổi mới trên con đường dài. Tao tự hào về quê hương tao, một vùng đất thanh bình biết bao, dù quá khứ đến hiện tại hay là ở trong tương lai, cùng con người theo dòng chảy cùng niềm tin và cố gắng, quê hương tao sẽ tồn tại mãi và đổi mới trên con đường dài. Sau một ngày lao động vất vả, anh em tao tụ tập hàng nguyên cùng chém gió bên góc 87 quán triển, dù bỏ hết nhọc nhằn ưu phiền hướng tới ngày mai, dù vẫn biết cuộc sống có đúng và sai với mảnh ghép cuộc đời còn nhiều ngang trái. Nam Trực của tụi tao nó là như thế, luôn thay đổi những gì có thể và kiếm tìm những gì đã từng đánh mất. Anh em tao không thích đánh nhau, không thích đổ máu, nhưng nếu cần sẽ cho chúng mày đoạn kết thương đau, đến với nhau bằng tình cảm thật. Vật chất nó là những thứ phù phiếm sao hoa, con người ta cứ bị cuốn theo lúc nào không biết, để đôi khi tao tự tìm ra cho mình khoảnh lặng để tìm lại chính mình, rồi giận mình nhìn lại hỏi mình ngày xưa đâu rồi. Giữa màn đêm bao la đất trời, giữa cái nơi ấp ủ nuôi tao khôn lớn, tao biết ơn mảnh đất quê hương Nam Trực, tự hào về nó trong nơi tiềm thức, ký ức luôn tồn tại hiện tại mãi mãi nó là như thế. Nam Trực của tương lai phát triển qua từng thế hệ, và nó là mảnh đất quê hương tụi tao, luôn tự hào con người Nam Trực. Tao tự hào về quê hương tao, một vùng đất thanh bình biết bao, dù quá khứ đến hiện tại hay là ở trong tương lai, cùng con người theo dòng chảy cùng niềm tin và cố gắng, quê hương tao sẽ tồn tại mãi và đổi mới trên con đường dài. Tao tự hào về quê hương tao, một vùng đất thanh bình biết bao, dù quá khứ đến hiện tại hay là ở trong tương lai, cùng con người theo dòng chảy cùng niềm tin và cố gắng, quê hương tao sẽ tồn tại mãi và đổi mới trên con đường dài.